Vội làm gì đây? Tự nhiên ba mỏi mắt quá. Ôi ơi, làm gì vậy? À, lấy thuốc nhỏ mắt cho ba hả? Cảm ơn nha. Con ngồi xuống đi. Ừ. Tự nhiên giờ mà phải có cái gì đó nằm lót, nằm ngủ đã chết luôn á. Ủa, thằng dễ đi kiếm gì vậy? Đâu rồi Đen? Đi đâu à? Hỏi em trả lời trời. À, trời ơi. Đi lấy con gấu. Rồi đưa cho ba đúng không? Lấy cho ba lót nằm đúng không? Cảm ơn nha. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Thương quá trời quá đất. Rồi chờ xíu lấy bánh thưởng cho nè.